Mày giống như là kiểu nào giờ chứ đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao, là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Mà ông này thì mình em hôn mở mắt thôi mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại cơ, như là cái môi ổng bị đơ vậy nè. Và thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thượng xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Mến chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Rồi bây giờ trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Quốc Việt, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm bất động sản với làm YouTube. YouTuber luôn đúng không? Dạ. Còn em? Dạ em lần đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận với lại khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Mỹ Linh, hiện tại em đang kinh doanh mỹ phẩm và quần áo với lại kinh doanh Messi Bar nữa. Hai em là kể cho anh biết coi cái câu chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên á, mẹ của ông xã em á là đi chợ thì vô tình á là vô cái tiệm quần áo của em, thấy em lanh quá đi, buôn bán mà lanh cái miệng sao mà lanh quá trời quá đất luôn. Mà mẹ của ông xã em thì đã đang đi tìm con dâu tuổi dần nữa. Mà gặp ngay em con dâu tuổi dần luôn, xong cái hả, ơi tôi thấy mày lanh quá, hay không mấy mày cho tao xin số điện thoại mày đi, tao có thằng trai nè mà cũng bự con đẹp trai lắm. Mẹ mới đưa cái hình của ông xã em cho em coi tại chỗ luôn, em thấy là không đẹp rồi. Là tự nhiên em... không muốn cho rồi đúng không đó, nhưng mà mình phải lịch sự là mình vẫn phải cho bình thường, nhưng mà quen hay không là chuyện của mình thôi. Cho xong cái 3-4 ngày sau cái ổng mới gửi cho em cái icon. Mà gửi cái icon hình cười thôi à, rồi sao em thấy vậy không nói câu nào, tự nhiên gửi cái icon hình cười không à. Thấy ông này tự nhiên hết kiểu cái kiểu cũng ba gai nữa, cái em cũng gửi lại cái icon hình cười y chang vậy luôn. Rồi em cũng im re luôn. Rồi, xong tự nhiên cái tối ngày hôm đó gửi thêm cái icon chúc ngủ ngon, rồi xong im luôn. Còn bạn này nè, về mẹ nói gì với em? Mẹ em thì nói là mẹ có bé này nè, mới biết bé này ở ngoài chợ đó, thì kiểu như là giờ là con với bé này giờ tìm hiểu đi, rồi nếu mà cảm thấy mà được thì tiến tới. Cái khoảng sáng thì mẹ có đưa số điện thoại cho em, nhưng mà kiểu như là em không có ẹp liền. Đó, xong cái khoảng chiều cái mẹ đưa cái hình cho coi, thấy cũng được, đẹp quá. Đẹp quá, đúng không? Đẹp quá. Xong cái là em mới ẹp cho luôn, ẹp cho luôn khoảng đâu mấy ngày sau em mới nhắn tin. Thì bắt đầu là hai chồng em mới bắt đầu nhắn tin. Mình nhắn qua icon không vậy hả? Dạ. Rồi sau cái đợt mà gửi icon qua lại đó, bao lâu thì mới gặp nhau? Đúng một tuần luôn. Là bắt đầu ông này mình đang nói chuyện bình thường thì ổng hỏi em ăn gì không, rồi xong ổng mới đi mua cho mình cái hamburger. Là lúc đó là ổng chạy tới tiệm của em á, ổng đưa cho em cái hamburger là lần đầu tiên gặp mặt tại shop luôn, nhưng mà chỉ đưa xong đi về thôi chứ cũng chưa thấy rõ vậy đó. Mà cái hình tượng đầu tiên mà ổng chạy tới ổng đưa cho em á là em thấy ủa trong hình nhìn thấy trẻ lắm mà sao ngoài như ông già vậy đó, áo vest rồi quần kiểu gì nè. Mà em nói có 20 mấy tuổi mà sao mặc đồ như ông già là không ấn tượng rồi đã vậy còn đeo cặp mắt kiến nhìn giống như mấy người mà bị lừa, giống như mấy người lừa đảo á, là không ấn tượng gì luôn. Cái mắt kiến nào mà ra, nhưng mà chỉ được cái là giọng nói quá nhỏ nhẹ luôn. Nhỏ nhẹ đến mức độ mà nói mà nhiều khi hả không nghe được luôn á, là quá nhỏ nhẹ nên mình mê cái giọng đó thôi. Nó không nghe mà mê đó. Tức là bạn vợ là mê cái voice của bạn chồng. Đúng. Thì cái tối ngày hôm đó luôn, tối ngày hôm đó là hai vợ chồng mà hẹn nhau đi uống trà sữa Trường Chinh ăn bánh tráng. Cái ông này cũng qua chở. Thì chở lúc đầu chở cũng mình nghĩ chắc thời buổi hiện tại chứ không còn trẻ trâu nữa đâu, mà chạy cũng ba gai lắm, chạy cũng un vậy đó, chạy cũng ba gai giống như là muốn cho mình ôm vô vậy. Mình nghĩ sao lần đầu tiên gặp mặt sao mà ôm được, thế mình cũng ngồi lì vậy luôn. Xong rồi tới nơi cái hả cũng nói chuyện. Lúc đó là gặp trực tiếp rồi đó, là ăn uống qua lại là kêu ổng hát cho mình nghe lúc tại chỗ luôn, tại quán trà sữa luôn. Đúng rồi, là xong là ổng hát cái mình cũng mê luôn, mình mê ly luôn. Mê cái voi nữa, mê nữa. Còn em thì sao, em mê cái gì ở cổ? Mê cái mặt, tại vì ngày lần đầu tiên mê cái luôn. Đúng rồi. Ê, đừng có cười cái mày. Có những người đàn ông người ta thích phụ nữ mập tròn cái mày. Cười dễ thương mà. Đừng có nói mình dây là thành công, xin lỗi. Ủa, em cười là em mà thấy nó dễ thương quá. Mập mình thấy dễ thương. Đúng rồi, mập tròn dễ thương. Rồi trời sao ơi. Thì nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập, nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Rồi nghe nè, dạ. Sau cái bữa đi ăn đó bao lâu thì mới có cái nụ hôn đầu tiên? Em với chồng em cũng lẹ lắm, chứ khoảng thêm một tuần nữa đó. Thêm một tuần nữa là bắt đầu đi coi phim. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chứ đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao, là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn.
đầu tiên hôn luôn hả? Dạ. Kiểu như là hai đứa đang coi phim xong rồi hả, nghiêng qua rồi ngã lại xong rồi tự hai đứa tự hôn luôn. Mà ông này á thì mình em thì em hôn, em mở mắt rồi mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ông bị đơ vậy nè, ông không hoạt động gì. Như là em, coi như là em buông người luôn, không muốn làm gì làm đúng không? Dạ. Muốn làm gì làm. Nhưng mà sao em biết đây là lần đầu tiên của ảnh? Anh nói cho em nghe hả, hay là em cảm nhận? Thì ổng kể em nghe, nhưng mà em nhiều khi ổng tin tại 20 mấy tuổi chẳng lẽ chưa có hôn ai bao giờ. Ổng tin luôn, nhưng mà ổng nói hả, thiệt là anh chưa hôn bao giờ hôn ai. Thì hồi xưa quen mấy người trẻ trâu không à, là toàn là đi đua xe không chứ đâu có mấy cái vụ này đâu. Đó. Em đã cướp đi cái nụ hôn đầu đời tiên đó. Mà nhưng mà em chưa hôn ai mà sao bữa đó em gan vậy, em dám mà gọi là tự hai đứa gọi là sáp lợi vậy. Em đâu có bị động đâu, em cũng là 50-50 tự chủ động mà đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiểu như là ế nhiều năm quá rồi, bây giờ tới rồi. Ế nhiều năm quá hả? Giống như là vừa gặp ông này là nghĩ là ông này là chồng của mình luôn rồi. Nói là... chuyện hợp nè, ăn uống cũng hợp, gu thời trang hợp, hợp đủ thứ luôn. Nói chung là hai đứa tình tứ dữ lắm. Tình tứ nhưng mà nó có đi quá không? Không bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ là hai đứa cũng ráng gọi là gìn giữ nhau. Tại vì chắc chắn là phải cưới rồi. Thì mình để thôi sau cưới rồi là mình đi xa hơn. Nhưng mà ổng có đòi không? Không. Rất là sợ luôn. Cho không cho thôi. Mà hai đứa giữ gìn cho tới đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá hả, dễ thương vậy. Đêm mà... tân hôn chắc hay lắm luôn. Chắc trời đất coi đêm tân hôn tao nói hả, chắc chở. Sao đâu. Cái bữa đó không biết sao lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy hả, hưng phấn lên vậy cái hả, khoan đợi chút không, mình con nó có bị lội không chút mình làm tí. Xong rồi cái đang làm cứ cũng nữa, từ đó làm riết hả tới 4-5 giờ sáng. Trời ơi, lúc đó em sao em mới nghe coi. Em có bị mất hứng không? Mất hứng thì cũng một phần thôi, nhưng mà có cái là nguy hiểm. Cứ một chút cái xào quần xong cái bà kêu em chịu hết nổi, mắc ị quá. Nó cứ một chút cái mắc ị quá, chịu hết nổi đây. Xong rồi ta nói hả, coi như là xào quần với bà hả, nguyên một đêm luôn. Sáng ngày em đi đâu có nổi đâu. Đó. Một lần nhưng mà một hiệp hay là mấy hiệp? Một hiệp một. Một hiệp. Một hiệp mà tới 4-5 giờ sáng hiệp, luôn. Một hiệp á, nhưng mà nó cứ kéo dài, cờ giật vậy. Thật ra là hả, nó dừng lại miệng đang trong tình nhãn kia là để chút. Thôi tiếp. Rồi xong cũng thành nghe. Công đúng không? Dạ. Thành công cũng thành công. Vào lúc 4-5 giờ sáng. Đó, nhưng mà qua ngày hôm sau có cải thiện được không? Rồi ngày hôm sau là có kinh nghiệm rồi. Là mình đỡ hơn, kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà. Thì lần thứ hai là mình quen từ từ rồi, nhưng mà cũng còn cảm giác nhưng mà nhẹ nhẹ lại chút thôi. Nhưng mà mình cũng sợ ông mất hứng nữa, nếu thôi mình không kể đi, giờ có ra chó ra luôn đi. Trời, hai đứa dễ thương quá. Đâu giờ hai tới đứa, phần này. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ con đây em lấy nhau được 2 năm. Hai năm rồi. Em bé được nhiêu tuổi? Em bé được 9 tháng. 9 tháng rồi. Về ở với nhau. Anh thấy cái câu chuyện của các bạn nó vui quá à. Dạ. Ôi giờ đến cái phần này vui hơn nè. Ổng có tật xấu gì không? Vô số kể luôn. Nói ổng cái tật ổng du duyên lắm. Tự nhiên mình đang ăn cơm, cứ canh cái lúc mình ăn cơm lại thả bơm. Cái gì là cái mất quá lịch sự luôn. Thêm một cái nữa là tối đang nằm chơi bấm điện thoại gì nè, xong cái hả chùm mền vô coi như là tay chân không dễ dụ gì hết. Hỏi gì á, làm một phát thêm cái nữa. Xì hơi. Trời mà không cho mình thoát ra ngoài luôn, bắt mình ở trong đó mình hửi vậy đó. Hửi riết giờ quen rồi đúng không? Hửi riết giờ mập luôn. Rồi sao nè, mê chơi game không? Cực kỳ mê chơi game luôn. Nhiều khi chơi game mà quên vợ quên con luôn. Chơi game mà còn chửi nữa. Chửi hả, mày đi kia nổi trời đất. Ông này ông chơi game mà ông dụng nhập tâm với à. Ừ. Nghĩ chơi game được không? Nhiều khi hả con khóc con la mà ngồi chơi game nữa. À, cái vô tâm luôn rồi đó, đó là tật xấu đó. Nói nghe nè, ổng có ghen? Có một lần thôi à. Một lần duy nhất luôn rồi, lúc đó là có bầu em bé khoảng mấy tháng đầu á. Là em đi siêu âm, kiểu như bữa đó làm như sao á, đi siêu âm tư. Cái đi vô đo điện tim. Đo điện tim thì bắt buộc nó phải kẹp vô hai vú rồi. Đó, mà đàn ông làm chứ không phải là phụ nữ. Thì mình cũng lần đầu tiên có bầu cũng đâu biết đâu. Thì cũng ra mình thật thà một cái, trời anh kỳ ghê luôn á. Tự nhiên á hả, khám của người ta khám có bầu không khám cái bụng, tự nhiên dạch vú ta kẹp vô vậy, kỳ cục ghê không. Xong cái ông thấy vậy cái hả, ổng mặt nụn đóng. Nụn đóng tới lúc về luôn. Lại hả, về tao nói im lặng mấy tiếng đồng hồ luôn. Mình biết là ổng giận rồi. Mình biết vậy tao nói lúc đầu khỏi kể cho rồi im luôn. Ghen bác sĩ hả? Đó, em nói thử nghe cái tại lý do tại sao mà mặt đóng. Tại vì kiểu như là em nghĩ lúc đầu là làm cái đó là bác sĩ nữ đó. Mà đâu có nghĩ là bác sĩ nam làm đâu.
Wow. Rồi nhưng mà cái đó là cái thao tác chữa bệnh của người ta mà. Dạ. Sao lại giận vợ? Thì kiểu như là tại vì đàn ông khám ra mình hơi bực á, kiểu vậy. Rồi. Dạ. Rồi sao nè, ở trong nhà có bao giờ màu mè đúng không? Màu mè là màu làm sắc đồ này kia. Dạ có. Là cực kỳ màu mè luôn, thánh làm màu luôn, gọi là cho ổng một phong một cái thánh luôn. Chiên một cái trứng rồi lấy cái chảo, cái tô, cái rổ làm bùm beng giống như là ta đây là một cái đầu bếp của như đồ đầu bếp nồi vậy đó. Siêu đầu bếp vậy đó, làm hất lên, tao nói làm ghê lắm, hồi em rửa chén khùng luôn. Tới một cái rổ, một cái chảo mà cái chảo nhỏ không, lấy một cái chảo bự thì bự, chiên cái trứng chút xíu. Không, thấm vậy mỹ. Cái đó là vậy, cái đó không sao, cái đó là một cái tật dễ thương. Đó, rồi thôi tới cưng đi. Hết rồi. Bà có tật xấu gì không? Cô gái này sao? Việc. Bà thì ta nói tật xấu thì nhiều vô số kể, nhưng mà nói chung là kiểu như là vẫn chấp nhận được. Giống như đôi khi là kiểu như mê đi shopping rồi mua ba cái lặt vặt đó. Rồi kiểu như là mua xong rồi quăng ở nhà đâu có xài đâu. Nhưng mà có thích nấu ăn không? Nấu ăn thì rất là ngon, nhưng mà ít khi nấu lắm, hầu như là em nấu hết. Nhiều khi là ăn uống là em đút cho ăn nữa mà. Đó, có ngồi chỗ không mà. Ăn uống ngồi chỗ. Là nhõng đúng không? Đó, đúng rồi. Rồi sao? Bà có cẩn thận không hay là vụng về? Đụng cái gì bể đó. Đó, đâm ra làm đâu cho làm gì đâu. Là hậu đầu đó. Đó, à, rửa chén, đó. Rửa bát là nhiều khi là bể gần hết cái sống chén luôn. Trời, thôi để anh làm luôn. Em làm hết. Hầu như là về nhà từ hồi cưới tới bây giờ là hầu như là nấu ăn, rửa chén, rửa bát là giặt đồ, giặt vũ là em làm hết. Em hết luôn. Đúng rồi. Rồi á, em thì có cái thú mà thú vui quái thai là chùm mền xì hơi. Còn vợ em có cái thú nào quái có thai? Có thú vui nào trên giường xem vậy không? Bà có cái bệnh là gờ vú á. Gờ vú mà kiểu như là gờ khó chịu lắm, gờ mà hay kéo dài vậy lắm. Đó. Xe đâu phải không? Xe. Rồi đó, cơ xe như xe thuốc vậy đó hả? Xe xong nhiều khi thích nút vú không? Cũng như là thích giống như là hồi nhỏ là mê vú mẹ. Nhưng mà từ ngày mà quen ổng là không còn mò mà vú mẹ nữa. Mò vú chồng. Thì mò vú ông này. Của mình mà đúng không? Ba ngày quen nhau là tao nói là mò vú em rồi. Đó là đã dê em rồi. Đó là dê em rồi hả? Chồng rồi. Bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì nè? À, em thì không có mong muốn gì hết, tại vì ngay từ lúc đầu là vợ em đã vậy rồi, em nên em chấp nhận được, đúng rồi. Em không mong muốn gì. Yêu tất cả những thói hư tật xấu của vợ đúng không? Yeah. Nghe đã không? Đó. Còn vợ sao nè? Em thì muốn ổng là bớt chơi game lại, tập trung cho công việc làm ăn nhiều hơn, như lại giờ ngó con phụ em nữa. Rồi chỉ vậy thôi à. Thôi thì đó, em tự em suy nghĩ cái đi nha. Vợ chồng này. Chỉ có mong muốn chồng bớt chơi game thôi đó. Đó. Có nhiều thôi. Nhắm coi tự làm được không nè. Đúng không? Dạ. Cặp vợ chồng này thấy dễ thương quá, trời. Là dễ thương hồn nhiên. Dạ. Đó, và sinh ra là của nhau đó. Dạ đúng đó. Rồi. Thôi chúc cho hai em cứ như thế này ha. Dạ. Cứ vui vẻ. À, cứ yêu thương nhau như thế này. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình thấy thương, mà thấy thân thương liền. Đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà đủ trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn anh... Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về. Lúc đó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Đó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á. Dạ. Số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không? Không ạ, từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em là ở nhà em luôn. Không, em thuê cho một cái phòng trọ
cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà em nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Đó. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng một tháng. Đến tháng 8. Đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gớm con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế, đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc váy cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn. Mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là ủa tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, rồi dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may mắn. Em biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á. Nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh.
Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, dạ. Giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả, dạ. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau, dạ. Và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được, dạ. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh. Bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đó. Đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn. Có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Thì bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Là rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là buộc là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó. Họ gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Xấu mà. Cho dù là có yêu thương, có dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Là, chị là chị đi. Đang hỏi Thương về Khánh đó. Dạ. Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lười tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu kiểu quan tâm nhiều hơn. Kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm nay quá đi. Đang trời lật đề luôn. Đang làm kia. Dạ. Rồi. Nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc.
đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị không nhắc lạc đề cái em cũng biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi, em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn, em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau, rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi, rồi em cũng phải đi lụm rồi đi dẹt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biến cũng đâu làm biến được nữa. Đúng không? Dạ. Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Dạ. Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thương bị đau quá bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được, về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái bất thương nó bị ra co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái đau, cái nỗi đau đó được, nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Dạ. Em muốn chồng em thay đổi cái gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc vậy. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy, kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa mình cũng lo nhiều hơn, thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái bây đó giờ là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ? Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Dạ, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt, nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em biết. Xót. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á, nên mình cũng giống như một cái điểm yếu của em.
mình lo cho người ta, cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình. Ừ. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh. Yeah. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì cũng định không hỏi chị. Ừ. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng format là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó, mấy cái thật xấu của vợ nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi, hôm nay là mình live stream vào 7 giờ này, nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live là vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi, cái đó là khen rồi đó, cái đó là khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó thì bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, hình như nó mới coi trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô live dạ, của dạ. mình thì có hợp không? Dạ, có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay, hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Yeah. Rất hay khóc nhè. Yeah. Chịu không nổi. Yeah. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Yeah. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Dạ. Yeah. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ sao được? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực bên chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt, nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không đúng, chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà một mình. Thế vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vậy. Với lại chị em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe mà anh rồi đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặc đâu, phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà mà còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Yeah. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Yeah. Sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Yeah. Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Yeah. Điểm chúc đó. Em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi, hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Yeah. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Yeah.